Chào mừng các bạn đã đến với Tin Giải Trí, kênh cập nhật tin tức nhanh nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Phùng Ngọc Huy bị đồn 6 năm, chỉ chu cấp cho bé La Vi 12 đến 13 triệu. Cựu quản lý Mai Phương lên tiếng gay gắt. Hiện Phùng Ngọc Huy đã toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái sau khi Mai Phương qua đời. Theo đó, anh sẽ sớm về Việt Nam đón bé La Vi và khẳng định mọi sự quan tâm hàng đầu đều dành cho con gái. Hôm ngày 29 tháng 3 vừa qua, cố diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn một năm trời chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Một tuần sau tang lễ, bạn trai của cô Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng chia sẻ, hoàn tất thủ tục nuôi dưỡng bé La Vi. Tin vui này khiến đông đảo chị em, nghệ sĩ và khán giả hết sức yên lòng. Bởi vốn dĩ cha con Phùng Ngọc Huy và La Vi đoàn tụ là tâm niệm mà Mai Phương luôn mong muốn trước khi qua đời. Dù vậy, có một nguồn tin khiến xã hội xôn xao khi khẳng định cha đẻ của La Vi thực chất không quan tâm con gái như mọi người vẫn biết. Anh Huy có chu cấp 3 lần sau khi qua Mỹ, mỗi lần 200 đô, và ông bà nội qua thăm cháu 2 lần. Người này một mực khẳng định Phùng Ngọc Huy tính ra chu cấp được 12-13 triệu trong suốt 6 năm. Liên quan đến việc này, quản lý của nữ diễn viên Mai Phương đã lên tiếng khẳng định tất cả thông tin này đều là vu khống, tôi post lên không đôi co làm gì. Chẳng qua tôi chỉ muốn nói, với những nguồn thông tin như thế này, cần đối chứng, cứ liên hệ trực tiếp tôi rồi hãy viết những bài vô căn cứ như thế này, tôi sẵn sàng tiếp các bạn, chân thành cảm ơn. Đoạn status được quản lý cố diễn viên Mai Phương đăng tải trên Facebook cá nhân. Tôi thật sự không biết post này được nguồn thông tin từ ai cung cấp, nhưng thực sự đọc vào buồn cười, anh Huy không phải là một người đàn ông như vậy. Mỗi lần có dịp sinh nhật hay lễ lộc liên quan đến La Vi, anh Huy gửi về La Vi có ai biết, chị Phương rõ 100% và tôi biết cũng không ít. Nhưng người còn chưa dám tự tin chia sẻ anh Huy gửi cho con gái như thế nào. Vấn đề chụp ảnh La Vi là qua nhà hai bạn đang hỗ trợ giúp anh Huy chăm La Vi gần 4 năm tiếng, chẳng hỏi cháu như thế nào. Gần về thì rủ nhau ra chụp để có hình làm những chuyện thế này, thì làm để làm gì? Và điều cuối cùng, ông bà sẽ sớm thu xếp công việc đón La Vi thì để thời gian trả lời nhé ạ. Công văn đã có từ rất lâu rồi ạ, giấc mơ chỉ là giấc mơ chăng? Tôi post lên không muốn đôi co làm gì, chẳng qua tôi chỉ muốn nói với những nguồn thông tin như thế này, cần đối chứng. Cứ liên hệ trực tiếp tôi rồi hãy viết những bài vô căn cứ như thế này, tôi sẵn sàng tiếp các bạn, chân thành cảm ơn. Ngoài ra, cựu quản lý chia sẻ chuyện Phùng Ngọc Huy gửi tiền về nuôi con hay không, Mai Phương là người rõ hơn cả. Mỗi lần có dịp sinh nhật hay lễ lộc liên quan đến La Vi, nam diễn viên đều bày tỏ thái độ quan tâm. Chuyện 6 năm trời chỉnh chu cấp 12-13 triệu là vô căn cứ, không được xác định rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.